Xin mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thì nãy giờ thì cũng có hỏi thăm gia đình của anh chị. Thì hoàn cảnh gia đình này rất là khổ. Thì anh Hùng cũng là người thợ đi làm với thiện. Hôm nay lại tới thăm gia đình thì cũng đã cất cho gia đình anh chị cái ngôi nhà mới. Thì ở đây thì cũng xin đọc tên cô bác anh chị Mạnh Thường Quân là giúp đỡ gia đình anh Hùng. Gia đình anh Hùng thì được gia đình họ Ngô, gia đình họ Mai. Thì hôm trước chị Tuyền Mai có gửi cho Thiện 1.100 đô la đó để làm lại cái nhà này, với chị Lê Thị Kim Huệ 500 Canada để cất cái nhà trái nấu ăn, chị Năng Si Hoa Hồ 200 đô la để lắp lại cái nền nhà cho anh Hùng. Thì hôm nay cái ngôi nhà làm lại xong rồi em có tới đây quay phim chúc mừng gia đình anh chị ha. Trước tiên thì có được cái mái nhà ở đàng hoàng ấm cúng, không có sợ mưa tạt gió đùa giống như là chui xuống dưới sàn ngựa để trốn. Mình vào bên trong chút nha chị. Chú cho mấy đứa nhỏ lấy một kẹo lên. Này của anh chị Andy Vân á, gửi cho mấy đứa nhỏ này con. Anh chị khi mà có được cái ngôi nhà như vậy đó thì anh chị có cái lời gì muốn chia sẻ với cô bác Mạnh Thường Quân để giúp đỡ mình không? Cô bác đi, đỡ gì cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Làm dạ. 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 Chị. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình chị. Dạ. Khó khăn rất nhiều nhưng mà chị cũng không biết nói gì hơn. Chị dạ. Cảm ơn chị giúp đỡ chị nhiều, chị biết chị cảm ơn nhiều dữ lắm rồi. Dạ. Rồi mình ngồi xuống đây nói chuyện chút nha. Mấy đứa xích vô trong đi con. Các cái ngôi nhà này xong anh chị thấy cái niềm vui nó như thế nào khi mà có được cái ngôi nhà ở thì nó cũng rất là đẹp, khang trang mà ở đó có thêm cái nhà trái để nấu ăn rất là rộng rãi, thoải mái. Chị cắt nhà xong chị ngủ chị cũng mừng lắm. Yeah. Khi khóc luôn á, cắt rồi chị khóc luôn, chị nói được cái nhà như lúc trước vậy, cái nhà ngủ mưa vậy mà chui vô gầm giường đó rồi lấy ba đứa đất mềm. Yeah. Rồi chị nói có cái nhà chị mừng dữ lắm rồi. Nhà cắt rồi chị chưa dám vô đâu, chừng nào có lực thì vô được. Nhìn họ thể vô cắt rồi chưa vô. Rồi chưa vô nhưng không cửa bỏ. Rồi không có chỗ ngủ tật quá. Rồi ba nó vô ngủ được chưa, rồi nó ba chưa vô đâu. Từ từ đi người ta cho vô cái mình vô. Dạ. Yeah. Mấy đứa này có cái nhà nó mừng. Mấy mẹ con được cái nhà đặt con ở rồi. Cũng nói cũng vui mà trong lòng cũng khóc. Cũng cho con thấy. Khi ngủ đêm cũng ngủ ban đêm cũng khóc lắm. Dạ. Nói khóc gì mấy đứa nói mẹ bị bệnh không á. Rồi hàng ngày anh Hồng đi làm với An gì đó rồi trang trải trong nhà đủ không anh? Nói chung là không đủ. Không đủ thì không, đi học với ba đứa học ngày cũng buốt được không đủ. Rồi gạo nữa ha, rồi nhầm khi mấy đứa bị bệnh thì cũng đâu có đủ tiền. Có bữa lạnh gì là trang mua bút còn tiền. Giống như là thiếu hụt rồi mình mượn trước, mình ăn trước rồi cái đi làm có tiền trả lại sau. Thì hôm nay thì tới đây thăm gia đình của anh Hùng, thì nhà đã cất cho gia đình anh xong rồi. Đấy, còn lại cái vấn đề còn rất là khó khăn ở đây là cái việc làm cho gia đình anh. Thì anh Hùng đã đi làm cái thiện thì đã tạm ổn được một người. Ở đây còn chị đây thì đi cái sức khỏe không đảm bảo mà đi dặm lúa có khi nó rất là cực khổ mà không được bao nhiêu tiền hết trơn á. Còn lại mấy đứa nhỏ thì bỏ ở nhà không có an tâm. Thì
cũng rất mong là nhận được thêm sự giúp đỡ cô bác anh chị, cho anh chị có cái phương tiện để đi làm ăn, với lại có số vốn để làm ăn, công việc mua bán nó cũng khỏe hơn và phù hợp với cái sức khỏe của chị hơn. Chị biết chạy máy không? Biết ha. Bữa hổm không biết tập bây giờ biết. Dạ. Em ra làm sao quay phim ngôi nhà mình tí nha. Rồi ngôi nhà anh chị thì tạm thời chưa có gắn điện được, thì để em chờ mấy cái của em qua đây gắn cho anh chị. Nhà này còn có cái bộ giặt hay sao? Có bộ giặt hai chồng. Đây tao với con rủ mình cháu đó, hai chồng trước. Dạ. Rồi ba đứa con ngủ đây, hai chồng ngủ dưới nhà. Nhà này mát mẻ ha, đây gần bờ sông mát. Ở đây gần vũ cũng mát. Vậy là nhà này chưa có vô ở ngày nào sao? Mới vô, vô ngủ mà hai. Chưa dọn đồ qua bị hổng gà dậm không có ở không. Dạ, vô dạ, dạ. Chưa có vô. Ê, ngoài này gió thổi ngoài ruộng mát mẻ. Đất của mình tới mí ngoài đó không anh? Tới với chồng. Tới cây cột đó ha. Rồi tới mấy chồng hết. Mát quá. Mở mưa tạt tràn vô nước. À, chị ơi cho em hỏi thăm là cái bệnh của chị, cái sức khỏe của chị thấy trong người chị nó là sao? Nó khi ngủ cứng nhắc ra rồi xả ẩm lên, uống nước chỗ nước ẩm lên chỗ nước không. Chị không có cử động được đâu hả? Không có cử động được. Đó là giống tê liệt. Tê liệt không hả? Cẳng tê chút nữa. Rồi chị bị như vậy đó thường không? Cũng thường lâu rồi, mấy năm hả? Làm sao chị không đi khám? Cũng tiền bạc nữa, không dám khám. Nghèo quá rồi anh chị không dám đi khám, mà đã có bệnh rồi không có tiền điều trị rồi nó có tiêu sạch luôn hả? Tiêu sạch đi, có suy nghĩ dễ dẫn đối phó cho con. Dạ. Rồi cứ gắng lướt lướt cái bệnh hoài. Bây giờ cho chị có cái ước mơ, chị ước mơ cái gì? Có tiền chị thích đi khám vậy. Đi khám bệnh để coi biết cái tình hình sức khỏe của chị như sao ha. Dò cá như có xíu tiêu teo dò em teo luôn hả? Rồi chị coi con được bự teo teo hai chân, hai chân, hai chân, hai chân teo luôn hả? Chị đây em thấy làm biết là cái cơ thể mình này nó bị còi, nó rút đi á. Vậy chắc đi làm ruộng là nắng nhiều lắm không? Tay chân em thấy như to sình như không? Dậm hôm qua mình sẽ ăn 6 bữa. Dạ. Thấy 6 giờ mình nhập viện chứ. Dạ. Về nhà khi giặt đồ tới 12 giờ khuya. Hôm nước mà nó cha dậy sớm thì còn tiếp, còn về trễ là được vui cực. Có mấy bữa nào cũng có già nó đi trễ vậy. Mấy đứa này ăn cơm với nước mắm mà. Dạ. Cũng cực. Rồi khi giờ ít ít bán đồ tươi không có bán. Khi chờ tới ngày không có nữa. Ăn uống mấy nước. Mấy đứa này cũng không có biết ăn cá. Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? 34 mà. 34 tuổi. Ba đứa con mà bây giờ chị phải có chịu cái bệnh trong người nữa nhưng mà chưa có được đi khám. Bởi vì em nói đôi khi cái người không phải người già mà bệnh, người trẻ bây giờ cũng phải bệnh rồi. Mà hoàn cảnh của anh chị bây giờ đã bệnh nhưng mà gán lướt để đi làm chứ không phải là đủ sức khỏe để đi làm. Cho nên hoàn cảnh mỗi con người nó rất là khổ. Mỗi khi mà bệnh có tiền thì mình đi chạy chữa liền thì không sao. Bây giờ mình nghèo khổ không có ai phụ tiếp thì cứ cố gắng làm để lướt lướt lướt, thì tới một khi mà lướt không nổi nữa đó, ngã bệnh xuống rồi là gia đình hoàn toàn sụp đổ luôn. Dọn dẹp
Nhưng mà chị thấy trong người là chị có thường xuyên mệt không? Có thường xuyên mệt, khi có liệt hoài liệt khi có, 10 bữa luôn. Có khi nào ngã giữa đồng không? Có nhức đầu mấy lần. Có mấy lần nhức đầu mà cũng người ta đem lên mất dấu đó. Đem lên mất dấu, chịu ở ngoài đồng đúng không? Có, nó mệt. Có, nó tê liệt từ đây tới đây thì đi không nổi. Tê liệt đi không có nổi à, hôm nay em tới đây thăm gia đình anh chị đó. Thì trước tiên chúc mừng gia đình anh chị có cái ngôi nhà ở đàng hoàng ha. Ngày thứ hai đó thì Thiện cũng rất là mong cô bác anh chị hỗ trợ thêm gia đình của anh Hùng, có tiền gia đình này có một cái phương tiện số vốn để đi làm ăn mưu sinh. À, hôm nay là tới thăm chị đó, em cũng có thay mặt cô Nguyễn Hồng Thi hôm trước có về Việt Nam đó, có gửi cho em 200 euro nhưng mà cũng lâu lắm rồi, em hôm nay lấy cái số tiền này em gửi tới chị để chị cầm cái số tiền hơn 5 triệu đồng này á, chị đi khám bác sĩ nha, để coi bác sĩ khám bệnh mình như thế nào. Thì đây đi khám bệnh nó cũng không phải là rẻ tiền, mà mình đưa ít quá thì cũng không đủ. Chị đưa cái tiền này cho chị và chị ra ngoài tỉnh đi khám luôn ha. Đi rồi qua hả? Nếu mà nặng quá thì người ta chuyển tuyến phải không? Bây giờ chị sẽ đi khám đây ha, rồi coi kết quả bác sĩ nói như thế nào thì em có thể sắp xếp thời gian sớm hơn, thì lại tới thăm chị thì biết kết quả luôn như thế nào rồi mình tính tiếp nha. Cái này cũng bệnh hụt chết 3 lần. Sao gì? Nó đi khám ta nó bị tim. Bị tim nữa hả? Buổi chở đi lúc trước không có xe, cái chạy đi lên trên này người ta đâu có chở xe Honda ôm, rồi có bà Hậu nữa, chị Hậu á ôm rồi chạy đi năn nỉ người ta, rồi khóc dài dọc đường chở khóc, có bão dữ lắm trời mưa. Nhà này có bảo hiểm chưa chứ? Có bảo hiểm mà xin được lâu dữ lắm mà không biết còn xài không, chị cũng không biết chữ. Bây giờ vậy đi, em hôm trước cũng có một người chị ở Thị Sĩ á, có gửi tiền cho em để mua bảo hiểm cho người nghèo á. Anh Hồng mình là chưa có nè. Chưa. Người gia đình này mấy đứa nhỏ có chưa? Có đây chưa có. Đây chưa có, đây có. Ngồi lâu dữ lắm mà không cho. Học cho. Ngày em gửi cho chị ha. 100 euro là 2.6 triệu, lại 200 euro là nó 5.2 triệu. Em gửi chị cái số tiền này để chị đi khám bệnh nha. Rồi có thể là chị dẫn con chị đi chung đi. Anh Hồng nghỉ làm bữa hai bữa đi anh. Rồi anh đưa vợ con anh đi ha. Em cố gắng đưa vợ con đi. Số tiền nghỉ em ơi, chị đi khám bệnh. Dạ. Tại vì chị cứ lướt hoài là sức khỏe của chị ngày càng nó suy kiệt á. Chị ngã xuống là tới đó là nặng rồi đó. Có một khi đi ra ngoài á, cái tê rồi kêu thấy là tiếp tuổi dạ. Anh là tiếp đi. Tê là đi có nổi nè. Đi đêm là ngủ đêm khóc không? Dạ. Khóc không? Nhất quá khóc kiểu thôi. Cái gì nhất là trời mưa. Trời mưa lạnh. Rồi khóc gặp. Chưa con. Rồi kêu. Ở đây em cũng có thay mặt chị Hồng, thì hôm trước có gửi cho em 10 triệu đó, thì còn lại số tiền 2 triệu này. Em nghĩ là cái số tiền này nó chỉ đủ cho một mình chị thôi, còn con với chị nữa nó cũng cần phải đi khám bệnh, xét nghiệm nữa. Thì em gửi tiếp 2 triệu đồng nữa ha, thì cho nó đảm bảo là đủ cho hai mẹ con đi. Đó thì còn dư nhiêu thì chị có thể mua gạo rồi ăn. Có số tiền này thôi, chị hai mẹ con đi khám bệnh. Chứ hổng dài cũng đi mà không có tiền. Buổi sáng tới giờ trong mình không có 50, hai vợ chồng có đưa mới làm chung á, ai đưa thêm 100 nữa mà vợ đưa. Dạ. Trong mình không có tiền. Mình đi mượn ai đỡ, không có ai mượn hết trơn. Đi vậy chứ thấy gì không? Con mình cũng không có tiền. Dạ. Cũng khóc hoài, rồi bệnh nhất quá đó. Người nào có tiền để khám bệnh, nó dẫn đứa nhà để khám bệnh. Là nó mệt rồi nó ngã ngang hả? Mệt ngã ngang, đưa đi bác sĩ mình nhung, bác sĩ nó sặc nước rồi mới nửa đêm nó nè con nước rồi thấy nó biến đổi ra rồi. Rồi đây thấp nè, ôm đi chạy đi tới mình nhung khóc vui mà nửa đêm 1 giờ khuya à. Có cấp thấp có chị Hậu. Có không? Có xe không? Có gì chứ, hồi năm nãy ta đâu có chị đưa đi. Mà gió bão mạnh dữ lắm, chạy đi vừa qua. Rồi ta kêu nhà
Chủ nhà rồi đi xin gạo rồi cho phiếu rồi lãnh